Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà một tầng mái thái được Mark Home thiết kế thi công trọn gói cho gia đình nhà anh Nguyễn Văn Phượng, địa điểm là tại Quảng Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc. Đây là công trình mà Mark Home vừa xong cái hồ sơ thiết kế nhà anh Phượng. Thì trong ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn chi tiết từng bộ hồ sơ. Thì thường đối với Mark Home, chúng tôi làm một bộ hồ sơ thiết kế sẽ bao gồm rất chi tiết các hạng mục, như thế về phong thủy này, về hồ sơ kiến trúc, về hồ sơ kết cấu, về hồ sơ điện nước, về hồ sơ nội thất, về bóc tách nguyên vật liệu chi tiết. Chỉ cần một số hạng mục đấy thôi là chúng ta có thể thi công được một công trình chính xác và đẹp. Thì trước khi đi vào trong chi tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu, chúng tôi đến từ Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mark Home đã có 8 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự. Các bạn yêu thích kênh của chúng tôi, nhớ nhấn nút đăng ký màu đỏ và nút chuông bên cạnh để nhận được các video mới hàng ngày, những kinh nghiệm chia sẻ thi công thực tế và những đơn giá vật liệu mới nhất hiện nay. Các bạn ở xa hay bên nước ngoài, liên hệ qua hai số hotline của chúng tôi là 0964458858 hoặc là 0828133333. Đây là hai số chúng tôi có Zalo, có thể tư vấn cho quý vị và các bạn bất kể ngày hay đêm, thứ bảy hay là chủ nhật đều có nhân viên túc trực. Bạn nào muốn xem lại video hay là những cái kinh nghiệm chia sẻ thi công thực tế thì các bạn có thể vào website của chúng tôi là markhomevn.vn. Thì trong này Mark Home đang chạy rất nhiều chương trình, ví dụ như chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Cái này thì áp dụng với lại những khách hàng nào mà thiếu tiền hay là chưa đầy đủ tiền chúng ta thi công trọn gói. Ví dụ như chúng ta làm nhà 1 tỷ thì các bạn có thể vay tối đa là 750 triệu. Và chúng ta sẽ trả cả gãi cả lốc, cả lãi và cả gốc qua hàng tháng theo cái biên độ lãi suất ngân hàng nhà nước quy định. Như các bạn biết rồi, cái lãi suất do ngân hàng nhà nước là một trong những lãi suất thấp nhất, chúng ta không thể nào vay cái lãi suất thấp hơn được nữa. Chương trình thứ hai là chương trình đặt cọc xây nhà trước 3 tháng, chúng ta sẽ được chiết khấu lại một phần. Phần này thì tính theo cái tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng, biên độ của nó dao động từ 50 triệu đến 300 triệu, nó cũng là một phần không phải là nhiều, nhưng tuy nhiên nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái phần chi phí đó để trang trải, để mua sắm thêm, để chúng ta có thêm một phần chi phí để đầu tư thêm nội thất hay là các cái thiết bị cần thiết. Bạn nào không có số điện thoại hay là không có YouTube thì các bạn có thể kết bạn qua Facebook của tôi là Lê Duy Tuấn. Các bạn chỉ cần lên thêm công cụ của Facebook, các bạn gõ là ra thôi. Ở trên này thì tôi cũng thường xuyên update rất nhiều những cái mẫu nhà đẹp cho khách hàng tham khảo hay là hỗ trợ tư vấn với khách hàng qua Messenger. Các bạn chỉ cần inbox thôi là tôi sẽ tư vấn cho các bạn một cách kịp thời và nhanh chóng. Quay trở lại mẫu nhà hôm nay thì các bạn thấy là đây là một ngôi nhà mái thái được thiết kế theo cái phong cách hiện đại. Ngôi nhà này được mang cái gam màu lạnh các bạn nhé. Thì thường ở trong cái trường phái thiết kế thì chúng ta sẽ chia ra ba cái gam màu rõ rệt. Thứ nhất là cái gam màu lạnh, ví dụ như công trình này thì chúng ta sử dụng với cái màu chủ đạo là màu xanh, màu ghi và một số cái màu nó mang sắc thái nó nhẹ nhàng. Cái thứ hai là cái gam màu nóng thì chúng ta sẽ bao gồm là gam màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu tím, những cái gam màu nó thiên về cái rực rỡ. Và cái thứ ba đấy là gam màu trung tính. Về gam màu trung tính thì chúng ta chỉ nhìn thấy nó chỉ bao gồm duy nhất hai màu là màu trắng và màu đen. Với gam màu trung tính như thế này thì nó khá là kén khách hàng, khá và kén người sử dụng, bởi vì hai cái gam màu trắng và đen là hai cái gam màu theo tôi nghĩ là nó rất được ít nhiều người thích. Thường như hiện tại ngày nay thì chúng ta thường chia chủ đạo là hai cái gam màu nóng hoặc là gam màu lạnh thôi, bởi vì nó liên quan đến phong thủy, nó liên quan đến độ tuổi cũng như thể sở thích của đa số đông người. Như các bạn thấy đây, cái phần công trình như thế này chúng ta sẽ thấy cái phần ngói này chúng tôi sử dụng là ngói Fuji hoặc là ngói Primer. Đơn giá của nó có trên thị trường nó là 135.000 đến 150.000 một mét vuông, chưa bao gồm vỉ kèo, xà gồ và công lợp các bạn nhé. Với cái hình thức nhà mái thái thì chủ đạo chúng ta sẽ đổ bê tông phần mái bằng, sau đấy chúng ta xây thu hồi và chúng ta lợp vỉ kèo. Cái phần bếp này thì chúng ta sẽ thường không lợp vỉ kèo mà chúng ta để bê tông mái bằng để chúng ta đặt cái bồn nước. Bồn nước thì thường đối với lại nhà một tầng thì các bạn chỉ nên dùng bồn 1.500 lít hoặc là bồn 2.000 lít thôi. Chúng ta đừng nên sử dụng những cái bồn mà có cái dung tích nó quá lớn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đặt ở trên mái thì một thời gian là cái độ nặng của bình nước này nó sẽ đi xuống mái và nó sẽ gây cái hiện tượng là võng sàn. Rất nhiều người bị võng sàn mà không giải thích họ rõ nguyên nhân. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn biết là cái thể tích của một cái bình nước 2.000 lít nó rất là nặng, nó qua nhiều thời gian thì nó sẽ gây cái võng sàn nếu như chúng ta không có biện pháp gia công ngay từ đầu. Công trình này được sử dụng cửa chính là cửa gỗ lim Nam Phi. Đơn giá của nó có trên thị trường hiện tại đang là 2.350.000. Toàn bộ những hệ cửa sổ và hệ cửa đi phụ còn lại chúng tôi sử dụng là cửa nhôm hệ sinh pha.
Hiện tại trên thị trường có rất nhiều dòng nhôm hệ chủ đạo, như thể là nhôm hệ Việt Pháp, nhôm hệ Sinh Pha, nhôm hệ PMA hay là nhôm Aerowindow, nhưng mà được sử dụng nhiều nhất vẫn là dòng nhôm Sinh Pha. Bởi vì sao? Bởi vì là độ bền của nó khá là tốt, cái mức chi phí nó cũng ở trong cái tầm mức trung bình, nó rơi vào tầm 1,9 triệu trên 1 mét vuông. Phụ kiện của nhôm Sinh Pha là cái dòng Kim Long. Nếu về nói về cái dòng nhôm hệ thì các bạn quan tâm cho tôi về ba cái yếu tố. Thứ nhất là về cái dòng nhôm, tức là cái khuôn, cái khung của cái nhôm ấy. Khung của nhôm thì nó chia ra rất nhiều loại, ví dụ như loại hệ 4400, hệ 4500 hay là hệ 5500. Cái sự khác nhau của nó chính là cái độ dày, kích cỡ của cái phần cái khung bao đấy. Cái thứ hai là cái xuất xứ sản xuất của nó. Và cái thứ ba là cái độ rắn chắc của cái phần nhôm hệ đó. Về cái hai lớn là khi các bạn làm nhôm hệ thì các bạn phải để ý đến cái phần kính. Kính là một trong những cái phần quan trọng mà rất nhiều người người ta không để ý. Bởi vì cái kính của chúng ta đã có rất nhiều loại, ví dụ như thể là kính 6 ly, kính 6 ly 38, kính 8 ly 38, kính 10 ly, kính 12 ly. Và đối với lại ngày nay thì thường làm nhôm hệ người ta hay sử dụng là kính 8 ly 38, bởi vì là nó là loại kính an toàn hai lớp. Ở giữa nó có một cái lớp keo phủ, nó chống cho chúng ta cái việc là khi mà có va đập chúng ta sẽ không vỡ thành những cái mảnh sắc nhọn, mà chúng ta có cái lớp keo ở giữa. Cái thứ hai là đối với lại những nhà nào mà người ta sử dụng kính quá nhiều thì các bạn nên phủ một cái lớp nano chống tia cực tím ở trên đó. Đặc biệt như những ngôi nhà biệt thự, những ngôi resort, các bạn thấy là khi chúng ta phủ một lớp nano thì toàn bộ nhiệt ở bên trong nhà nó không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài trời. Đấy, ánh sáng xuyên thấu qua, nhưng tuy nhiên cái lượng nhiệt nó được giảm thiểu một cách đáng kể, nó không khiến chúng ta phải tốn quá nhiều tiền điện vào trong sử dụng điều hòa và trong sử dụng quạt. Đấy là một cái các bạn phải để ý. Như ngày nay thì thường chúng ta hay giảm thiểu bằng cách nên chúng ta sử dụng rèm, rèm hai lớp. Nhưng mà tuy nhiên thì đối với những cái biện pháp hiện đại ngày nay thì thường người ta sẽ sử dụng cái nano phủ chống tia cực tím. Công trình này chúng tôi sử dụng là hệ 5 cấp. Đối với nhà một tầng thì tôi đã khuyên các bạn rất là nhiều rồi, chúng ta nên làm 5 cấp để bao giờ cái tỷ lệ phần đế, phần thân và phần mái nó cũng cân xứng nhau hơn. Nếu như các bạn làm một cấp hay là làm tam cấp thì cái phần tỷ lệ này nó rất là xấu. Bởi vì sao? Bởi vì là cái phần thân và phần mái chúng ta rất là cao. Toàn bộ cái phần ngũ cấp này chúng tôi ốp phần đá granite tự nhiên, đơn giá của nó có trên thị trường là 2 triệu 3 năm chục một mét vuông. Đây là góc chính diện của công trình. Nếu các bạn thấy là công trình này có hình khối rất là đẹp và ra thực tế nó cũng rất là sang trọng và tinh tế. Còn đây là một góc nhìn được từ hai sảnh, sảnh chính và sảnh phụ. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn đi qua phần hồ sơ đầu tiên là cái phần hồ sơ về kiến trúc. Đây, chúng ta sẽ xem qua phần hồ sơ về thiết kế kiến trúc. Thì đối với lại hồ sơ về thiết kế kiến trúc, các bạn quan tâm đến yếu tố cho tôi đầu tiên, đấy chính là cái phần mặt bằng công năng. Mặt bằng công năng nó sẽ liên quan đến rất nhiều yếu tố, liên quan đến công năng sử dụng, liên quan đến phong thủy trong công trình và liên quan đến giá thành. Vì sao nó lại liên quan đến giá thành? Bởi vì là diện tích càng lớn thì chi phí xây dựng chúng ta càng cao. Chi phí xây dựng ở đây chúng ta bao gồm có là chi phí nhân công xây dựng và chi phí vật liệu xây dựng. Đấy, các bạn để ý là như vậy. Nếu mà muốn tiết kiệm thì đầu tiên chúng ta phải xác định là gì ạ? Là công trình chúng ta diện tích nó vừa đủ thôi, nó đừng quá lớn. Đấy, còn lại công trình mà đã lớn thì chắc chắn chi phí nó sẽ là cao. Đối với lại trong cái mặt bằng công năng thì các bạn để ý cho tôi về hai cái kích thước là chiều dài và chiều rộng. Công trình này có chiều rộng công trình là 19,54 nhân với lại chiều dài là 12,9. Như vậy là cái diện tích sử dụng ở công trình này nó rơi vào tầm cỡ 250 mét vuông sàn, rất rất là lớn. Với 250 mét vuông sàn như thế này, chúng ta sẽ bố trí trong này gồm 4 phòng ngủ. Trong đó có một phòng khép kín và một phòng sử dụng nhà vệ sinh chung. Như vậy là cái công năng của chúng ta là khá là phù hợp rồi, khá là phù hợp, các bạn để ý là như vậy. Tuy nhiên nếu như chúng ta bố trí thêm một nhà vệ sinh nữa, hoặc là cái nhà vệ sinh chung này chúng ta tách riêng ra làm hai khu riêng biệt, là một khu chuyên dùng để tắm, để đánh răng rửa mặt, và một khu chuyên điện làm chuyên đi vệ sinh, thì các bạn sẽ thấy cái công năng của chúng ta nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều. Bởi vì 4 phòng ngủ thì cái lượng người sử dụng chúng ta sẽ rất là đông. Từ sảnh chính chúng ta sẽ đi vào trong phòng khách. Các bạn lưu ý khi mà thiết kế sảnh chính ấy, bao giờ cái nguyên tắc chúng ta nó cũng phải lớn hơn sảnh phụ. Đấy là cái bất di bất dịch ở trong cái thiết kế mặt bằng. Các bạn thấy đây, phần sảnh phụ bao giờ chúng ta cũng thiết kế nó phải bé hơn sảnh chính. Đấy, bởi vì trong một ngôi nhà phải có một người đứng đầu, hay là trong một đất nước ấy, chúng ta cũng phải có một người đứng đầu. Thì chúng ta tránh cái việc xung khắc giữa phần sảnh chính và sảnh phụ, hay là cửa chính và cửa phụ. Đấy, nên các bạn phải xác định rõ
Cửa chính bao giờ cũng là cửa lớn nhất và sảnh chính bao giờ cũng phải là sảnh to nhất. Từ khu vực sảnh chính chúng ta đi vào, chúng ta sẽ gặp phòng khách rộng 25,5 m², phòng khách sẽ thông với khu vực phòng thờ rộng 12 m², và từ cái nhân giao thông như thế này chúng ta sẽ có một lối đi ra ngoài sảnh phụ, một lối đi xuống không gian phòng ăn và phòng bếp. Ở không gian phòng bếp thì chúng ta rộng 22 m², với khu vực phòng bếp như thế này là khá là phù hợp rồi. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta nên bố trí thêm một cái khu vực sân ướt. Đấy, từ sảnh phụ như thế này chúng ta đi ra bên ngoài sân ướt. Vì sao sân ướt nó lại quan trọng? Như các bạn biết rồi, sân ướt là nó là một trong những cái không gian đệm, nó phục vụ cho cái việc chúng ta nấu nướng, chúng ta soạn đồ, chúng ta rửa rau, hay là chúng ta chặt gà chặt vịt khi mà có đông người. Bởi vì các bạn biết rằng một cái bếp của chúng ta khi có đông người thì chắc chắn chúng ta sẽ không đủ tải được, nên chúng ta phải cần thiết có khu vực sân ướt. Đấy là một trong những cái phần sân quan trọng các bạn nhé. Tiếp tục trong cái phần hồ sơ thiết kế kiến trúc, được các bạn để ý cho tôi về cái phần mặt đứng và phần mặt cắt của công trình. Vì sao mặt đứng nó lại quan trọng? Bởi vì mặt đứng nó thể hiện được cái cốt cao độ từng phần. Ví dụ như phần đế của chúng ta là bao nhiêu mét. Đấy, như trong công trình này ngũ cấp thì các bạn dễ dàng chúng ta biết được là nó sẽ cao là 75 phân, tức là chưa đầy 1 mét đấy. Bởi vì mỗi bậc theo tiêu chuẩn thiết kế chúng ta sẽ cao tầm 15 cm, cộng thêm với lại 2 phân đá thì nó sẽ dao động vào từ 15 đến 17 cm. Còn lại về phần thân công trình này chúng ta đang cao 4m5. Đấy, đang cao 4m5 là nó là khá là cao, dĩ nhiên là nó đã bao gồm dầm rồi. Còn nếu mà trừ dầm đi, hạ xuống cốt thông thủy thì nó sẽ rơi vào tầm 4m2. Đấy, 4m2. Và chiều cao toàn bộ công trình này nó rơi vào tầm 9m. Như vậy cái diện tích là khá là phù hợp. Các bạn thấy đấy, diện tích 9m của một ngôi nhà một tầng nó tương đương với lại một ngôi nhà hai tầng mái bằng. Đấy, ngôi nhà hai tầng mái bằng nó cũng chỉ dao động vào tầm của 9m đến 10m thôi, nó không quá cao. Tương tự với lại ba cái mặt đứng còn lại, các bạn sẽ thấy được cái cao độ ở những cái phần chi tiết và cái phần hồ sơ mặt cắt. Đấy, mặt cắt thì chúng ta thấy rõ ràng được trong cái phần cột, phần dầm, những cái phần mái chúng ta như thế nào. Cái hồ sơ quan trọng trong cái hạng mục kiến trúc này đấy chính là phần bóc tách về cửa đi, cửa sổ hay là cửa thông phòng. Vì sao nó lại là cái phần quan trọng thì các bạn đã nắm trong các video trước đây, tôi đã nói rất là nhiều. Cái kích thước cửa đi ấy, nó là một trong những cái phần mang cái tài lộc, mang cái phong thủy, mang những cái tốt từ bên ngoài về nhà. Thế nên là các bạn nên soi qua cái phần kích thước phong thủy này bằng cách là chúng ta lên Google. Các bạn chỉ cần search ở trên đấy là cái thước lộ ban thôi, thì các bạn sẽ ra được rất nhiều cái website nó hỗ trợ. Ví dụ như chúng ta có thước lộ ban rồi, các bạn nhập 1m5. Và các bạn phải lưu ý chúng ta lựa chọn cái thước là thước 52.2. Đây gọi là cái thước thông thủy, tức là chúng ta chuyên đo về những cái khoảng thông thủy ở trong cửa chính và cửa đi hay là cửa sổ. Còn lại các cái kích thước khác như thế là thước lộ ban dương trạch hay là thước lộ ban âm phần thì không đúng. Thế nên chúng ta phải biết được cái vị trí hay là cái loại thước nào, dùng trong trường hợp nào. Hồ sơ thứ hai tôi muốn giới thiệu đến quý vị của các bạn đấy chính là về cái phần hồ sơ về kết cấu. Kiến trúc là cái phần trang trí bên ngoài công trình. Kiến trúc là cái phần liên quan đến cái công năng sử dụng, liên quan đến những cái điểm nhấn, những cái điểm họa tiết. Còn lại về kết cấu thì nó sẽ liên quan đến cái cấu thành công trình. Nó liên quan đến một cái bộ khung, bộ xương, tức là nó liên quan đến cái phần chịu lực. Thế nên là chúng ta khi mà có kiến trúc thì các bạn phải luôn luôn yêu cầu là phải có kết cấu. Về kết cấu của một công trình thì chúng ta thường phân ra làm 3 cái yếu tố chính. Thứ nhất là về kết cấu của phần móng. Bất kỳ công trình nào chúng ta cũng chia ra rõ ràng là phần móng, phần thân và phần mái. Phần móng có nghĩa là gì? Phần móng có nghĩa là các bạn phải xác định rõ công trình của chúng ta sử dụng là móng gì. Thì đối với lại trong xây dựng chúng ta thường chia ra rất nhiều loại móng, ví dụ như móng đơn, ví dụ như móng băng, ví dụ như móng bè, hay là móng ép cọc, hay là khoan nhồi. Đấy, có rất rất nhiều loại móng. Thế nên là các bạn phải xác định rõ. Còn là cái kiến thức sơ bộ để chúng ta xác định là gì ạ? Các bạn lưu ý cho tôi cái quy tắc. Nếu như công trình được xây dựng ở trên nền đất đồi, đất sỏi, đất cứng thì chúng ta chỉ cần lưu ý đến cái móng cốc thôi. Còn nếu như công trình sử dụng trên xây dựng trên cái nền đất liền thổ, đất sét, đất lâu năm thì chúng ta sẽ sử dụng đấy là cái phần móng băng hoặc là móng bè. Còn lại đối với lại công trình mà xây trên nền đất ao, đất yếu thì các bạn phải xác định nó phải ép cọc hoặc là khoan nhồi. Đấy là cái phương án sơ bộ đầu tiên. Còn lại cái thứ hai nó liên quan đến cái phần móng, tức là nó liên quan đến cái tải trọng công trình, nó liên quan đến cái bố cục lưới cột của công trình. Ví dụ như công trình chúng ta vượt khẩu độ quá lớn thì chúng ta sẽ phải làm cái bước nhịp, cũng như thế là làm cái tiết diện của cột nó cũng phải lớn.
thì chúng ta mới vượt nhịp được. Cái thứ hai là liên quan đến tải trọng công trình. Ví dụ như một công trình 10 tầng chúng ta xây trên nền đất thịt nó khác so với lại một công trình 1 tầng chúng ta xây trên nền đất cứng. Đấy, các bạn phải xác định rõ, bởi vì công trình mà tải trọng càng lớn thì nó đi xuống hệ móng, hệ kết cấu của chúng ta càng nhiều. Thế nên chúng ta phải xác định rõ thì chúng ta mới nên làm. Và cái quan trọng tôi muốn nhắc đến quý vị là chúng ta nên bỏ tiền ra thuê thiết kế. Đấy, còn nếu như thời đại ngày nay thì thường chúng ta đã thuê trọn gói rồi. Cái việc thuê trọn gói chúng ta có rất nhiều ưu điểm. Các bạn vừa dành thời gian để đi làm, để đi kiếm tiền, để đến công sở, để tạo thêm những mối quan hệ khác. Đấy, và cái hay là chúng ta sẽ có được cái sự tư vấn của những cái chuyên gia hàng đầu, của những người kiến trúc sư, của những người kỹ sư đã được đào tạo qua trường lớp. Phần thứ hai trong cái bộ hồ sơ kiến trúc kết cấu đấy chính là cái phần thân. Phần thân nghĩa là gì? Có nghĩa là cái cột của chúng ta bố trí những loại thép gì, phi 18 hay phi 22, có chỗ vị trí nào cần tăng cường. Thì trong cái phần bản vẽ về cốt thép này chúng ta sẽ thấy nó rất là rõ ràng. Và một cái điều đặc biệt đấy chính là chúng ta có bảng thống kê. Khi chúng ta có cái phần thống kê này thì các bạn sẽ xác định rõ là chúng ta cần bao nhiêu thép, mà mỗi loại thép có chiều dài bao nhiêu và cái khối lượng của nó là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ làm rất là dễ dàng. Phần cuối cùng đấy chính là phần mái. Về kết cấu mái thì chúng ta chia ra rất nhiều cái quy cách thi công. Đơn giản như chúng ta có ba cái cách mà các bạn dễ nhớ nhất. Thứ nhất là chúng ta xây tường thu hồi xong, các bạn sẽ chạy một cái phần dầm bo bê tông để nó khóa tường, để nó tránh cái việc mà xô tường hay là tránh cái việc mà nó nứt sau này. Sau đấy chúng ta chỉ việc lợp vỉ kèo, chúng ta đổ bê tông phần mái vát thôi. Thì cái phương án này nó rất là tiết kiệm, nhưng tuy nhiên về độ bền của nó sẽ không được bền. Bởi vì sao? Bởi vì những cái phần mà ốc vít hay là những cái phần trên mái ngói sau một thời gian nó bị mưa gió hay là bị ảnh hưởng bởi thời tiết thì nó sẽ có những cái sự xê dịch, và chính những cái phần đấy chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi là nước mưa hay là gió hay là côn trùng, nó sẽ bò vào trong cái phần sàn mái của chúng ta. Phương án thứ hai là chúng ta đổ bê tông mái bằng, sau đấy phía trên chúng ta lợp vỉ kèo và chúng ta dán ngói. Đây là cái phương án mà đa số mọi người thường hay làm. Đến 90% hiện tại chúng ta đang làm theo cái phương án này. Bởi vì sao? Bởi vì cái chi phí của nó vừa phải. Cái thứ hai là độ bền của nó là rất là tốt. Còn lại phương án thứ ba là chúng ta sẽ đổ bê tông mái vát. Đấy, đổ bê tông mái vát. Sau đấy chúng ta dán ngói và chúng ta xử lý cái phần ở trần ở phía dưới rất là dễ dàng. Phương án này thì nó khá là tốn kém và ít người sử dụng, trừ những công trình như thế biệt thự, trừ những công trình như resort, những công trình mà người ta làm kiên cố. Còn lại theo tôi thì tôi khuyên các bạn cũng không nên làm được phương án này, bởi vì những cái phần giáp ranh nó rất dễ hay bị nứt, hoặc là những cái phần chi phí thi công nó đội lên rất là cao. Nếu các bạn để ý là như vậy. Hồ sơ thứ ba tôi muốn giới thiệu đến các bạn đấy chính là về cái phần hồ sơ về điện nước. Thì trong ngày hôm nay thì chúng ta không đi quá sâu vào trong hồ sơ điện nước. Thì để nói về điện nước ấy, các bạn chỉ cần nhớ cho tôi hai cái yếu tố chính. Thứ nhất là cái phương án thi công. Thi công điện nước thì chúng ta có rất rất nhiều phương án, nhưng chủ đạo đấy chính là ba phương án. Thứ nhất là dán dây. Dán dây thì ngày nay chúng ta ít dùng rồi. Ngày xưa thì chúng ta tiết kiệm, chúng ta thường hay đục xong chúng ta đi dây về chúng ta chát xi lại. Phương án này nó có cái ưu điểm là nó làm khá là nhanh. Cái chi phí vật liệu chúng ta tiết kiệm khá là cao. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là trong cái vấn đề mà bảo hành bảo trì hay là xử lý chập cháy nâng cấp nó rất là khó. Về cái biện pháp thứ hai là chúng ta đi ống gen mềm. Ống gen mềm hay còn gọi là cái tên khác gọi là ống ruột gà. Về cái phương án này thì chúng ta thi công rất là dễ dàng, chi phí là tiết kiệm, nên đa số hiện tại ngày nay người ta đang sử dụng phương án đi ống gen mềm. Còn lại phương án thứ ba là phương án đi ống gen cứng. Ống gen cứng thì chúng ta có rất nhiều loại gen, ví dụ như gen bằng nhựa, ống gen bằng nhựa ấy, hay là ống gen bằng kẽm hay là ống gen bằng sắt, chúng ta có rất rất nhiều loại, rất rất nhiều loại. Thường là ống gen bằng sắt chúng ta hay sử dụng trong các chương trình, những công trình như thể là sân bay, những công trình liên quan đến khách sạn hay là liên quan đến trung tâm thương mại mà người ta yêu cầu kỹ thuật cao. Còn lại bình thường đối với lại nhà dân thì các bạn chỉ cần dùng ống nhựa PVC thôi, tức là những cái phần ống bằng nhựa cứng đấy. Đấy, thì chúng ta sử dụng cái phần đấy thì chi phí nó sẽ tiết kiệm cho chúng ta một phần. Ngoài ra thì trong cái phần hồ sơ điện nước, nếu bạn để ý cho tôi đến cái phần chia lộ. Chia lộ cũng là một trong những cái rất quan trọng, bởi vì mỗi một lộ thì nó sẽ chịu sức ảnh hưởng của một phần thiết bị.
trong một nhà, chứ không phải là chúng ta dập cầu dao lên một cái là toàn bộ công trình, toàn bộ cái phần lộ điện chúng ta đều sáng nữa. Tức là mỗi một lộ điện, mỗi một công tắc nó sẽ chịu một phần thiết bị. Ví dụ như hệ bóng của phòng khách và phòng bếp là riêng một lộ. Đấy, thì trong cái hệ đấy thì chúng ta sẽ chia cái lộ đấy, nó sẽ chịu ảnh hưởng của phần như thế là bếp từ, như thế là hút mùi, như thế là lò vi sóng hay là tủ lạnh, vân vân và vân vân. Thì khi mà cháy át của lộ đấy thì chúng ta thấy là nó chỉ bị ngắt ở phần lộ đấy thôi, còn lại tất cả các không gian khác nó vẫn sáng bình thường. Đấy là một trong những cái phần quan trọng trong cái phần thiết kế điện nước. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu các bạn đi sâu vào trong cái phần hồ sơ nội thất ngày hôm nay. Thì đối với Mac Home chúng tôi thiết kế thì luôn bao gồm đầy đủ các bộ hồ sơ, bao gồm từ kiến trúc, kết cấu, điện nước, nội thất, bóc tách dự toán, phong thủy, vân vân và vân vân. Thì trong cái phần thiết kế nội thất này thì các bạn chỉ cần quan tâm đến cái chất liệu sử dụng là gì. Thì về nội thất thì tôi đã nhấn mạnh các bạn rất là nhiều cho các cái video nói về nội thất. Thì đối với lại đồ nội thất ấy, chúng ta sẽ quan tâm đến hai cái trường phái chính. Thứ nhất là sử dụng gỗ công nghiệp, hay là thứ hai là sử dụng gỗ tự nhiên. Về bản chất chung của đồ nội thất ấy, thường là chúng ta sẽ có ba cái quan trọng. Một là gì ạ? Một đấy chính là cái cốt gỗ. Cái cốt gỗ bên trong nó là một trong những cái phần quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì cái cốt gỗ nó liên quan đến cái độ bền vững của công trình, nó giống hệt như thể là kết cấu của chúng ta ấy. Nó liên quan đến cái khung xương. Thì cái cốt gỗ bên trong nó cũng sẽ liên quan đến cái độ bền vững của công trình. Cái thứ hai là nước sơn. Nước sơn thì nếu như các bạn có một cái câu ví von ngày xưa chúng ta thường hay nghe là gì ạ? Là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cái này thì nó chỉ đúng với lại những cái trường hợp ngày xưa, hoặc là một cái câu nói bóng nói gió thôi. Còn lại đối với lại ngày nay thì chúng ta không sử dụng cái câu đó, không sử dụng những cái ngôn từ đấy để áp dụng đối với lại thời đại ngày nay được. Mà ngày nay chúng ta yêu cầu ngoài cốt gỗ thì cái bề mặt sơn nó là một trong những cái phần quan trọng. Về yếu tố sơn đấy, về cái phần sơn ấy, thì các bạn để ý cho tôi là chúng ta có rất nhiều loại sơn. Nhưng mà đặc biệt nó chia ra làm hai cái dòng, ví dụ như sơn bóng và sơn mờ. Sơn bóng thì cái đồ bề mặt của nó sẽ được có một cái lớp gọi là cái lớp phủ rất là bóng. Thì chúng ta sẽ chia ra làm cái tỷ lệ giữa cái phần bóng và phần mờ. Ví dụ như các bạn muốn sơn cái đồ nội thất của chúng ta bóng 75%, hay là các bạn muốn sơn cái đồ nội thất của chúng ta mờ 35%, thì cái này khi các bạn vào xưởng sản xuất ấy, các bạn sẽ chọn được cái tỷ lệ độ bóng hay là độ mờ của cái bề mặt chúng ta sử dụng. Đây. Còn lại trên cái thứ ba liên quan đến cái độ bền của đồ nội thất, đấy chính là cái phụ kiện. Cái này rất ít người biết. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta không có trong chuyên ngành. Còn nếu như các bạn đã trong chuyên ngành rồi thì các bạn dễ dàng đánh giá một cái đồ nội thất muốn bền hay không phải phụ thuộc vào ba tiêu chí. Thứ nhất là cốt gỗ, thứ hai là về sơn và thứ ba là về phụ kiện. Phụ kiện ở đây chúng ta có rất nhiều dòng, ví dụ như tay nâng, ví dụ như thế là bản lề, ví dụ như thế là dây cầm, hay là ví dụ như thế là khóa. Đấy, cái phụ kiện nó cũng rất quan trọng bởi vì chúng ta sử dụng hàng ngày. Nếu như các bạn sử dụng những cái phụ kiện ít tiền, sử dụng những cái phụ kiện rẻ tiền thì chúng ta sẽ phải thay thế rất là nhanh. Còn lại ngược lại như nếu chúng ta sử dụng cái hàng phụ kiện đắt, phụ kiện cao cấp hiện tại ngày nay thì chúng ta sử dụng nó rất là bền. Hiện tại ngày nay chúng ta có rất nhiều loại phụ kiện, nhưng các bạn chỉ cần nhớ cho tôi ba cái dòng mà nó bền nhất, được nhiều người sử dụng nhất, đấy chính là Habler, Blum hay là Kazini. Đấy là ba cái dòng mà được sử dụng rất rất là nhiều. Các bạn chỉ cần nhớ cho tôi ba cái dòng đấy thôi. Các bạn chỉ cần yêu cầu những đơn vị nội thất làm cho chúng ta những cái phụ kiện đó thì các bạn sẽ thấy được cái công trình chúng ta sử dụng rất rất là bền đấy. Còn khi các bạn đã làm việc với Mac Home rồi thì các bạn hoàn toàn yên tâm, bởi vì chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn từ đầu đến cuối những cái gì tốt nhất, những cái gì mà dùng bền nhất và chi phí thấp nhất, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn. Hồ sơ cuối cùng ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn đấy chính là về cái phần hồ sơ dự toán công trình. Công trình này với cái mức tổng đầu tư là 994 triệu 328 nghìn đồng. Trong này thì có rất nhiều các hạng mục thì tôi không nói qua các bạn nữa, bởi vì trong các video trước tôi đã nói qua rất là nhiều rồi. Nhưng mà riêng một cái các bạn nhớ là khi làm việc đối với Mac Home ấy, thì chúng tôi không bóc tách dựa trên mét vuông. Đấy là cái sự khác biệt giữa giữa Mac Home với lại các đơn vị khác. Bởi vì sao? Bởi vì đối với lại các đơn vị trước ấy, người ta thường hay nhận theo mét vuông, ví dụ 5 triệu một mét vuông, hay là 4 triệu một mét vuông, hay là 6 triệu một mét vuông. Cái nhận theo mét vuông ấy, nó rất là tù mù và nó có bất cập đối với chủ nhà. Ví dụ như các bạn làm đến một phần, các bạn cảm thấy cái đội thầu này không đạt yêu cầu, các bạn muốn thay, thì khi đó chúng ta tính toán khối lượng nó rất là khó. Hoặc là trong cái quá trình làm, các bạn muốn sửa đổi, các bạn muốn thay thế, các bạn muốn thêm bớt chủng loại vật liệu, thêm bớt khối lượng, nó cũng rất là khó.
Nhưng riêng khi mà các bạn làm với Mac Home, toàn bộ cái phần vật tư vật liệu chúng tôi đã bóc tách ra chính xác. Cái thứ hai là chủ nhà được tham gia, đấy, chủ nhà được lựa chọn và được chỉ định vật liệu, thế nên là chủ nhà sẽ hiểu được cái vật liệu nào là tốt, vật liệu nào là kém, vật liệu nào là nên dùng và vật liệu nào là không nên dùng. Đó là cái sự khác biệt giữa Mac Home đối với lại các đơn vị khác khi làm thi công trọn gói. Đấy, các bạn thấy là cái khối lượng của chúng tôi tính toán nó rất chi tiết rõ ràng, và cái quan trọng là nó chính xác, nó không bị phát sinh, trừ khi phát sinh do chúng ta yêu cầu chúng ta sửa đổi, chúng ta thêm bớt thôi, còn lại nếu như chúng ta làm đúng làm đủ thì không bao giờ phát sinh đâu. Ở video ngày hôm nay thì tôi xin dừng lại tại đây thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn yêu thích kênh của chúng tôi nhớ nhấn nút đăng ký màu đỏ và nút chuông bên cạnh để nhận được các video mới hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.